Xin chào các bạn. Tình hình là dịch bệnh ở khu gần nhà mình cũng tạm ổn, cho nên là bây giờ mình sẽ đi gửi quà cho các bạn trúng giải giveaway đợt trước nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra cái điểm gửi hàng của JYT. Thì hôm nay thì tình hình dịch bệnh cái khu của mình nó là vùng đỏ. Hôm nay thì nhờ sự quyết liệt của địa phương thì nay nó trở thành vùng xanh rồi, cũng rất là mừng các bạn. Giờ mình sẽ ra cái điểm gửi hàng của JYT nha. Rồi, như vậy là mình đã đến cái chỗ gửi hàng của JYT rồi. Mình sẽ gửi hàng ở đây nha. Rồi, chỗ này nó cũng mới mở lại sau dịch đó, cho nên là hàng quá người ta gửi cũng không có nhiều, cũng có mấy món à. Rồi, sau khi mình làm thủ tục xong thì người ta sẽ đưa cho mình ba cái cùi như thế này. Ở trên đây thì nó có cái mã số của cái đơn hàng của mình gửi á, thì các bạn muốn thì các bạn lên cái trang web của JBT các bạn tra nha, thì nó sẽ ra được cái hành trình là hàng nó đi từ đâu tới đâu, các bạn có thể theo dõi để các bạn nhận nha. Đó, ba bạn mình gửi cho ba bạn như thế này. Rồi, hôm nay thì mình đã giữ lời hứa là mình sẽ gửi quà cho các bạn, cũng rất là mừng là cái tình hình dịch bệnh nó ổn định nên mình mới đi gửi được nha. Rất là mong các bạn sớm nhận được quà của mình và tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.